có cái con gì ở trong cái lồng kia? Con nhện. Ôi con nhện này đẹp thế. Ô con gì ở sau kìa, ô con rắn kìa, con rắn kìa. Ui, ui, sợ chưa? Ô con rắn này. Ơ con rắn này, rắn giả đấy. Quá, wow, rắn giả các em ạ. Ôi sợ chưa kìa. Ôi, sợ đấy. À, con rắn này xí ơi. Mình lấy con rắn giả này đi để đi dọa rắn hình và hạ đi. Được không? Được rồi, bây giờ mình sẽ cho con rắn đi vào trong cái lồng này nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ cho con rắn vào trong cái này, đúng rồi. Đấy. Cho vào. Đấy, ôi, con rắn đấy. Rồi, cho vào. Được rồi. Cho vào, cho vào. Được chưa? Ôi. Được rồi, xong mình sẽ sắt cái đầu này sang, mình đưa cho gia đình với đưa cho Borussia nhá, xem như thế nào nhá. Đi thôi. Ôi bạn sợ gì ạ? Cho thấy chắc các bạn sợ, nhìn thấy quả bí các bạn sợ đấy. Cho vào lồng này đi. Nào. Bỏ đấy, mang con rắn ra bỏ vào lồng này nhá. Rồi mình sẽ cho con rắn vào trong cái lồng này nhá. Xong mình cho mấy cái vải mình ngụy trang lên nhá. Rồi. Rồi sẽ cho rắn vào trong cái lồng này nhá. Ta lấy bóng chúng ta phủ lên trên nhá. Được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi chúng ta sẽ. Rồi, Asashi sẽ đổ bóng phủ lên trên. Bóng đi. Rồi. Rồi vào. Sẽ mang sai sang mình sang như bọn nào tặng bạn Borussia và bạn Gia Ninh rổ bóng nhá. Sau đó các bạn lên cái bóng thì rắn nó sẽ nó ra dạ bạn đấy nhá. Thôi đi chưa? Được chưa? Rồi đi thôi. Rồi sang đi. Hai bạn nhỏ đang chơi. Bạn là rồi hai bạn ấy đã nghịch đồ rồi. Ôi em quả không sợ rắn luôn.